Bây giờ sao? Làm cách nào đây? Đậu nóng một hiểm lạc quá vậy. Có, đang tính là tính đi nhưng mà tính ở lại, không biết giờ tính sao luôn nè. Bà tính đi đâu? Thì không có đến tính đi, tính ở đây đợi, đúng rồi, nhớ rồi, đợi. Không có đi mà đợi. Đợi gì? Đợi. Cô ấy gần tới chưa? Hả? Cái gì? Cô ấy? Thật sự là anh cũng muốn gặp cái cô ấy lắm. Nhưng mà thật sự anh cũng không muốn gặp, anh muốn đuổi cô về luôn á. Ủa mà sao vậy? Nói nghe coi. Em biết tính anh mà. Chuyện tình cảm á, anh chưa có kinh nghiệm. Trời ơi, chưa có kinh nghiệm thì mình phải hỏi những người mà có kinh nghiệm. Em có kinh nghiệm? Có chứ, nhiều lắm, một bụng. Cua được mấy người rồi? Trời ơi, nguyên sống này em cua tan nát luôn. Tổng cộng là mấy đứa? Nhiều lắm mà không nhớ luôn. Trời ơi, nhiều lắm luôn. Gặp là chết. Này, anh nói trước nha. Cái chuyện tình này rất quan trọng với anh hai đó. Anh hai yêu thầm mười mấy gần 20 năm mà. Bây giờ nha, cứ để em lo hết cái vụ này cho anh hai. Nhớ nha. Lo hết cho anh hai nha. Lo hết. Đi, tới rồi kìa. Đi ra, đi ra. Dạ, em mời chị vô nhà. Mời chị con. Cái gì vậy? Sao chị ạ? Con bị lo lắm, quá sức. Nãy giờ anh đang chăm ngóng. Rồi em qua có chuyện gấp gì không ạ? Thật sự là anh muốn mời em qua để anh đó, anh sắp xuống. Anh có đặt cái chuông mà đúng không? Không. Trời ơi, sao nổi ốc như vậy? Ăn sữa chua mà tôi tưởng hút cái gì không? À, cái gì vậy? Bộ em chảy máu cam hay gì vậy? Em thấy cái mũi em nó ướt. Em chảy máu cam rồi. Không phải máu cam. Sữa chua. Dính trên mũi chị. Sữa chua dính trên mũi chị hả? Đúng rồi. Đó ơi. Không phải máu cam, màu trắng là sữa chua thôi. Chị thấy anh em ga lăng ghê không? Quá ga lăng. À, mình ăn sữa chua xong rồi hả? Xong rồi. Thôi, em về nha. Thôi. Khoan chị. Sữa chua chỉ là cái màn dạo đầu thôi. À đúng rồi. Vậy còn tiết mục nữa. Còn một tiết mục nữa hả? Coi phim. À đúng rồi, coi phim. Coi phim hay á. Thích lắm. Thôi. Phim hiệp sĩ lợn đó. Thiếu gớm mà. Đó là hiệp sĩ heo đó. Chị biết rồi, hiệp sĩ heo. Bảo vệ trái đất, bảo vệ mọi người, bảo vệ nhân loại mà. Chị, không mấy mình bỏ qua cái vụ coi phim đi. Bữa nào mà coi. Sao nó đi coi phim giờ lại không coi? Thôi vậy đi về. Từ mình coi phim sao? Chị, em cái này em nói riêng chị nghe thôi nha. Sao? Anh hai em rất thương một người con gái. Chị nói nghe nè. Anh ấy thích ai, anh ấy thương ai, anh ấy treo hình của ai thì đó là chuyện của anh ấy. Em kể cho chị nghe làm cái gì? Với tư cách là một người con gái, em cam đoan với anh, nếu mà anh yêu người ta theo kiểu như vậy á thì sẽ không bao giờ dính đâu. Thôi đi, em thấy cái bầu không khí mình nó căng thẳng quá. Em nghĩ là em không thể ngồi đây thêm một giây phút nào nữa. Chị ngồi chút xíu đi. Tại vì chị không thích nghe chuyện của người khác, không liên quan gì tới chị cả. Không phải. Đi vô lấy. Em mời bánh đi ăn. Lấy bánh chị ăn đi. Đi. Phá hoại không à? Hả? Chuyện nó cũng khai nữa. Em không hiểu là hai người đang nghĩ gì nữa. Anh đã mời cái con gái mà anh thích tới đây. Bánh đây. Mời em tới. Có bánh rồi. Cái gì vậy? Không có được ăn. Em mời bánh. Ok. Chị không cần ăn em mà. Cất đi. Không có em cái này. Em thấy không? Cái này. Ngay cả cái bánh mà anh ấy còn không muốn mời chị. Có, anh vô. Anh ra làm cái gì? Không có. Chà, tại sao em lại lấy bánh của anh ấy mời khách mời mà anh chị? Tiếp mà sao? Trả lại cho anh ta. Chứ. Ê, cho chị sờ cái đi. Ủa, cái này là vải nè. Thằng phá hoại lấy cái hộp bí mật của tao như vậy. Thật sự là cái áo tắm này đúng là của anh thiệt. Nhưng mà nó không phải của anh mà. Anh để ông đây thôi, không có gì hết. Chị biết không, cái áo tắm này nè là ổng nghe lời cái đám bạn của ổng á. Nó xúi ổng là cua gái á, là phải mua mấy cái đồ này nè. Ảnh mua. Anh mua là anh ướm theo
phọt của em. Hả? Sao ngủ? Chị đừng có buồn anh em. Anh em tánh ổng vậy đó, ổng cứ khờ khờ mà ổng làm gì cũng ra cái gì hết trơn á. Ổng đâu có biết cái gì đâu, toàn là ổng bị bạn bè xúi giục không á, chứ ổng không có ý gì đâu chị. Anh thật sự anh xin lỗi mà anh không có ý gì hết, tại vì anh thương em cũng lâu lắm rồi mà không dám nói gì hết. Thật sự là anh thương em làm vậy thôi chứ đâu có biết là đem hết tất cả đi. Rồi đem hết tất cả đi. Rồi đem hết tất cả đi, đem hết tất cả đi, dẹp luôn. Đi đâu vậy? Đi dẹp. Đem hết tất cả đi ra đây đưa cho em.